Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chậm bài múa Xuân Miền Nam của tác giả Văn Phụng. Các bạn hãy vào phần mô tả phía dưới video để xem bài múa mẫu một lần nhé. Bài múa này mình làm theo yêu cầu của chị Mai Trương ở Hải Ngoại. Và nhân đây em chúc chị Mai Trương cùng tốp múa của chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng thời luôn được thỏa sức cùng những đam mê trong những điệu múa. Ở bài múa này mình sẽ sử dụng hai chiếc quạt. Đầu tiên là phần nhạc dạo, chúng ta sẽ xoay lưng lại phía khán giả. Chân phải ở đằng trước, chân trái ở đằng sau. Tay trái chúng ta sẽ cầm quạt ở sau lưng, còn tay phải thì sẽ dựng quạt lên ở trước mặt. Đẩy quạt lên, sau đó chúng ta đưa quạt qua bên trái, rồi mở sang bên phải. Tay trái đằng sau chúng ta đưa ra phía trước, rồi mở quạt hai tay ở hai bên. Sau đó chúc quạt xuống, chéo vào nhau và mở ra, chúng ta cùng quay mặt lên khán giả. Chúng ta rung quạt ở đây vài nhịp, sau đó đổi động tác. Đặt chân phải 45 độ, hai gáy quạt sát vào nhau. Mở quạt ra để phía trước nhìn thấy cả hai quạt. Thu chân về thì chúng ta tách quạt và đùi chân. Khi chúng ta đặt chân thì cái mũi quạt chúng ta sẽ nhấc lên để cho hai cái quạt nó xoáy và sẽ đẹp hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ để quạt chéo xuống dưới để chuẩn bị bước vào tổ hợp lời. Lúc này thì tay chúng ta cầm quạt là bốn ngón ở phía sau và ngón cái ở phía trước. Hai lòng bàn tay sẽ hướng vào nhau, chéo xuống bên dưới. Giờ mình sẽ làm cùng hướng tổ hợp nhạc dạo nhé. Và cùng hướng thì ban đầu là mình sẽ quay lên trên. Tay trái đằng sau, tay phải đẩy lên. Sau đó tay phải mở qua bên trái, rồi sang bên phải. Tay trái từ đằng sau đưa qua bên phải, rồi mở sang trái. Hai quạt chéo vào nhau. Chúng ta mở ra và xoay lên trước, rung quạt, sau đó chúng ta đặt chân phải, chéo 45 độ, thu về, đổi chân trái. Khi chúng ta đặt chân thì mũi quạt chúng ta sẽ nhấc lên, để quạt được xoay. Sau đó nhịp cuối cùng chúng ta đặt sẵn tay về chéo hướng bên trái để chuẩn bị làm tổ hợp lời. Ở tổ hợp lời, mình sẽ chia làm 4 tổ hợp nhỏ. Tổ hợp thứ nhất, bắt đầu từ động tác này. Chúng ta sẽ đưa hai quạt lên trên đầu và ngả sang bên phải. Tay phải ngang bằng vai, tay trái ở trên đầu. Lúc này hai quạt sẽ cùng hướng về bên phải. Rồi chúng ta đưa về bên trái, sang phải lần nữa. Sang trái lần nữa. Rồi chúng ta lần cuối cùng chúng ta lại hạ tay xuống vị trí ban đầu để xoay vòng tròn. Chân chúng ta di chuyển sang phải một bước rồi trở về bên trái. Và khi bước thì chúng ta nhún xuống trước khi bước. Rồi chúng ta nhún xoay vòng tròn. Kết hợp chân bàn tay. Bước sang phải một bước về bên trái, rồi lại sang phải về bên trái, hạ tay thấp, nhún và xoay vòng tròn theo tay bên phải, vừa rung quạt vừa nhún và vừa xoay tròn và xoay trở lại phía trước. Khi xoay tròn chúng ta đến phía đằng trước, chúng ta hạ thấp quạt. Khi xoay sang phải thì tay chúng ta ngang bằng vai. Và khi xoay ra đằng sau thì chúng ta đưa quạt lên cao nhất. Trở về bên trái chúng ta lại hạ quạt ngang bằng vai, rồi hạ xuống thấp khi quay về đằng trước. Để khi nhìn từ phía trước chúng ta sẽ thấy quạt xoay thành một vòng tròn từ dưới thấp lên trên cao và trở về đằng trước. Và bây giờ chúng ta sẽ làm động tác đó và đổi bên. Chúng ta sẽ bước chân sang trái trước. Quạt về đến đây, chúng ta bắt đầu bước chân sang trái một bước, sang phải một bước, sang trái bước nữa,
sang phải là hạ thấp tay. Chúng ta sẽ xoay theo bên trái. Nhún mà xoay tròn. Bằng vai này. Ra đằng sau chúng ta sẽ đưa quạt dần cao lên. Rồi lại hạ dần quạt thấp xuống. Và quay trở về đằng trước. Và kéo quạt lên hai bên. Mình sẽ làm lại tổ hợp này. Bắt đầu di chuyển chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hạ tay. Đi vòng tròn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên, bước chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hạ tay, xoay theo bên trái. Vừa nhún vừa xoay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kéo tay lên hai bên. Mở quạt hướng lên trên. Bây giờ mình sẽ làm cùng hướng tổ hợp này nhé. Tay từ bên trái này. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay tròn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hạ tay, xoay tròn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kéo tay lên. Bây giờ đến tổ hợp thứ 2 của phần lời. Qua từ đây, chúng ta sẽ xoay quạt hạ thấp xuống và đưa lên trên đầu. Hai mu bàn tay giáp vào nhau để quạt xòe sang hai bên. Sau đó chúng ta mở tay trái ở cao, tay phải dưới thấp. Rút chân trái ra đằng sau ký. Trở lại, thu tay lên. Rồi chúng ta đổi bên, rút chân phải ra sau. Tay phải ở dưới thấp. Từ đây, chúng ta sẽ cuộn quạt hai lần. Mình đã có một clip hướng dẫn chi tiết cách cuộn quạt rồi. Các bạn tìm ở trên kênh nhé. Chúng ta đưa cái cạnh của quạt lên trên phần cẳng tay. Nhún xuống và cuộn. Lần thứ hai nhún xuống và cuộn. Từ đây chúng ta sẽ quay ngang di động sang bên phải. Và nhún bước. Đóng dần tay vào. Chúng ta xoay một vòng, sau đó rút chân trái ra sau ký. Tay phải thì che trước bụng. Tay trái vẫn ở trên cao. Và bây giờ chúng ta đổi bên, đưa quạt lên. Chúng ta sẽ rút chân phải trước. Và lại quạt lên cao. Giờ rút chân trái ra sau. Chúng ta lại cuộn quạt hai lần. Nhún, cuộn, nhún, cuộn. Sau đó lại quay ngang di động. Bắt đầu bằng chân trái. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đóng dần quạt vào bụng. Và rút chân phải ra sau. Mình sẽ làm cùng hướng tổ hợp này nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuộn quạt. 2, 2, 3, 4, xoay ngang di động. 5, 6, 7, rút chân trái ra sau. 8, và chúng ta đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuộn quạt. 2, 2, 3, 4, xoay di động. 5, 6, 7, rút chân phải ra sau. 8. Bây giờ là tổ hợp thứ 3 của phần lời. Từ đây chúng ta
sẽ cầm quạt trở lại, bốn ngón đằng sau và ngón cái ở trước. Chân chúng ta sẽ bước hai bước lên phía trước, bắt đầu bằng chân phải, kéo chân trái lên. Rồi bước thứ hai vẫn bằng chân phải trước và kéo chân trái lên. Ở đây chúng ta nhún tại chỗ 4 lần nhún. Và chúng ta lại bước lùi về bằng chân phải, thu chân trái. Bước thứ hai, thu chân trái và lại nhún ở đây 4 bước. Bây giờ mình kết hợp cả chân cả tay. Tay chúng ta sẽ hướng hai lòng bàn tay vào nhau. Khi bước chân phải thì tay phải sẽ ngửa, tay trái úp và kéo quạt về phía bên phải. Vòng lên, đưa về bên trái thì tay trái ngửa, tay phải úp. Hai quạt cùng hướng về bên trái, nhún xuống chuyển sang bên phải. Chuyển sang trái, rồi chuyển sang phải. Chuyển sang trái. Chúng ta sẽ kết hợp cả chân và tay. Bắt đầu bước chân phải, tay phải sẽ ngửa. 1, 2, quạt nâng lên rồi trao về bên trái. Khi chúng ta bước thứ hai, ở đây chúng ta nhún 4 nhịp và đưa quạt sang mỗi bên 2 lần. Và chúng ta bước lùi về bằng chân phải, lại trao quạt sang phải. 1, 2, bây giờ trao quạt sang trái thì bước thứ hai, lại nhún 4 bước ở đây. Mình sẽ làm cùng hướng tổ hợp này nhé. 1, 2, 3, 4, nhún tại chỗ 5, 6, 7, lùi, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi chúng ta nhún tại chỗ, thì khi đưa quạt sang phải chúng ta sẽ nghiêng đỉnh đầu sang phải. Nhún về bên trái chúng ta sẽ nghiêng đỉnh đầu sang trái. Và chúng ta thả lỏng vai ra, trao nhẹ cái vai để cho mềm hơn. Bây giờ là tổ hợp thứ tư của phần lời. Chúng ta sẽ bước chân phải 45 độ sang bên trái, một bước lên, rồi một bước xuống. Sau đó chúng ta xoay sang bên phải, cũng 45 độ, chúng ta bước bằng chân phải trước, lên một bước và xuống một bước. Tay thì chúng ta cầm quạt bốn ngón ở đằng sau và ngón cái ở bên trong. Khi bước chân phải chúng ta sẽ kéo tay phải, lòng bàn tay sẽ hướng vào và tay trái sẽ đẩy ra. Đổi bên chúng ta sẽ kéo tay trái và đẩy tay phải. Kéo tay phải thì đẩy tay trái và kéo tay trái thì đẩy tay phải. Đồng thời khi kéo tay phải thì cầm chúng ta sẽ hướng vào phía tay phải. Kết hợp chân và tay, bước chân phải lên thì kéo tay phải vào, tay trái đẩy ra. Bây giờ thu chân trái lên thì kéo tay trái vào, tay phải đẩy. Lùi xuống, chúng ta làm lại tay lần thứ hai và bước sang bên phải cũng như thế. Một bước lên và một bước xuống. Từ đây chúng ta hạ quạt xuống và chạy lên phía trước vài bước, đưa quạt lên cao, rồi hạ xuống, chúng ta lùi về, chéo hai quạt vào nhau và chúng ta mở sang hai bên. Chúng mình làm cùng hướng tổ hợp này nhé. Bắt đầu bước chân phải lên này. 1, 2, lùi, 3, 4, đổi hướng, 5, 6, lùi, 7, 8, chạy lên, 1, 2, lùi, 3, 4, mở quạt, 5, 6, 7, 8. Bây giờ đến phần nhạc dạo giữa. Sau khi chúng ta mở quạt ra rồi thì giữ nguyên tay kẹp ở hai bên và quạt sẽ hướng lên trên. Sau đó chúng ta đứng ở đây, chúng ta nhún nghiêng người sang. Vừa nhún
vừa nghiêng người, quạt giữ nguyên ở hai bên. Và chúng ta lại lặp lại động tác đặt chân chéo và quạt giáp vào nhau. Nhấc mũi quạt lên để xoay quạt cho đẹp hơn. Chúng ta lặp lại động tác này giống như ở nhạc dạo đầu. Sau đó đến lời 2 thì chúng ta sẽ bỏ tổ hợp thứ nhất mà vào tổ hợp thứ hai luôn. Chúng ta không làm tổ hợp thứ nhất của phần lời mà chúng ta bắt vào tổ hợp thứ hai luôn. Rút chân ra đằng sau, đây động tác này. Cuộn quạt 2 lần và xoay di động. Chúng ta sẽ làm 3 tổ hợp cuối của phần lời. Từ tổ hợp thứ 2 cho đến tổ hợp thứ 4. Sau đó sẽ có 2 câu để vào kết. Chúng ta tổ hợp cuối cùng chúng ta đã mở quạt ra ở đây rồi. Bây giờ thêm 2 câu kết thì câu thứ nhất chúng ta sẽ lặp lại động tác vừa xong, chạy lên, lùi xuống và mở quạt ra. Câu kết thứ hai chúng ta sẽ đưa quạt về bên trái, hai quạt song song nhau. Chân phải chúng ta ký thẳng ở đằng sau, giúp quạt. Sau đó chúng ta chuyển sang bên phải, giúp quạt, kiễng chân trái. Rồi chúng ta đưa thẳng hai quạt lên trên cao, giúp quạt và xoay tròn 2 vòng. Sau đó chúng ta kéo tay phải xuống trước ngực, tay trái ở trên cao, đồng thời chúng ta sẽ rút chân phải ra đằng sau, nhún đầu gối chân trái và chúng ta đổ người sang bên phải và kết ở đây. Mình sẽ làm cùng hướng tổ hợp kết, chạy lên, lùi xuống, mở quạt ra. Lần thứ hai chạy lên, lùi xuống, chéo vào nhau và mở quạt ra. Câu kết, chúng ta kiễng chân phải, rung quạt ở bên trái. Chuyển sang bên phải thì kiễng chân trái. Sau đó chúng ta xoay tròn 2 vòng. Và kéo tay phải xuống ngực, rút chân phải ra sau và chúng ta kết. Vừa rồi mình đã hướng dẫn tất cả các động tác trong bài múa quạt Xuân Miền Nam. Chúc các bạn luyện tập thành công và hẹn gặp lại các bạn.